này cô dễ này, cô sẽ chữa luôn. Rồi để lát nữa mình sẽ tập trung vào cái quyển B2 phần từ vựng. Câu số 1, các em lưu ý đây là bài tập ở trang 31 phần tu vấp vấp binh nhé. Số 1 đương nhiên stop thì đi với tu vấp hoặc vấp binh, cái này phải dịch thôi. Dừng lại để làm gì hoặc là dừng làm gì lại đúng không? Stop making noise hay là to make noise đấy. Ở đây đáp án sẽ là C nhỉ. Học sinh dừng cái việc làm ồn lại khi mà giáo viên đi vào lớp. Một đáp án C. Cái này phải dịch thôi. Và cái phần tu vấp vấp binh thì chắc chắn đi thi lúc nào cũng phải có rồi, không thể nào không có. Nó là một trong khoảng 10 câu để thoát liệt. Câu số 2, các em có couldn't bear. Couldn't bear là không thể chịu đựng được việc làm gì. Couldn't. Hoặc là can't. Mình có can help. Hoặc là stand. Còn nhớ mấy cái này chứ? Stand hoặc là bear. Cộng với vô hình nhé. Không thể không làm gì hoặc không thể chịu đựng được việc làm gì đó. Can have verbing là không thể không làm gì. Can stand và can bear không thể chịu đựng được việc làm gì. Cô vẫn để tiếng mà nhỉ? Cô vẫn để tiếng đấy, các em thử xem lại xem. Ở đây đáp án sẽ là C nhé. Cái này dễ đúng không? Hôm qua cô cũng mới nói lại là nói cái động từ đi với từ tears này rồi đúng không các em? Shed tears là rơi nước mắt đấy. Ngoài shed tear thì các em còn nhớ là có động từ gì đi với từ tears này nữa nữa không? Cũng là rơi nước mắt, chảy nước mắt. Còn nhớ từ nào nữa không đây? Thử comment cho cô xem nào. Ngoài shed tears thì còn cái gì nữa mang nghĩa là rơi nước mắt? Còn nhớ? Rồi, cry tears. Còn nữa? Còn một từ nữa. Ngoài cry tears thì cái mình có từ, còn nhớ không? Okay. Weep rồi, Ngân nhớ rồi đấy. Bảo là mất mạng cơ mà nhỉ, mất điện cơ mà Ngân. Ok, weep tear nữa đúng không? Rơi nước mắt. Thế còn bằng với burst into tears, bật khóc với okay. Cái còn nhớ động từ nào bằng với từ burst into tears nữa không? Bắt đầu bằng chữ bờ, không phải là burst mà là gì? Gần nghĩa với burst into tears. Nhớ lại đây. Bật khóc. Bên trên là rơi nước mắt này. Breakdown. Thiếu Đỗ Phượng nhớ breakdown rồi nhưng mà có thêm dấu từ in nhá. Tao anh có rồi đấy. Rồi, breakdown in tears. Thêm một cái nữa xem nào. Hôm qua là mình có kìm kìm nén đúng không? Kìm kìm nén mà không để không khóc ấy. Mình có từ fight, nhớ lại một chút nhá. Fight hoặc là gì nữa nhỉ? Có fight tears, ngăn không khóc này, và có hold back tears. Ok, thì Phương. Hôm qua cô có cho thêm kem suýt suýt khóc đúng không? Near to hoặc là close to tears, suýt khóc này, lau khô dòng nước mắt thì mình có từ dry nhé, lau nhé, lau khô nhé, và từ wipe. Động từ wipe nếu mà có thể đi với một giới từ thì wipe đi với giới từ gì? Đi với từ tears là lau khô dòng nước mắt. Wipe gì cơ? Wipe out thì là xóa bỏ rồi. Wipe out là xóa bỏ nhá. Wipe out là xóa bỏ bằng cái destroy ấy, phá hủy. Thúy Phương có đáp án đúng rồi, away. Wipe away, cái từ away này có thể bỏ đi. Đây có hoặc không? Wipe tears, dry tear, lau khô giọt nước mắt. Ok. Hôm nay có rảnh rỗi cho thêm một cái nữa này. Cho thêm một chút xíu nữa. Có to be. To be in a flood of tears. Đó, ý là nước mắt ràn rụa ấy. Flood là lũ lụt đúng không? In floods of tears.
Có thể dùng flat số nhiều hoặc là a flat được nhé. Ok, nay thêm một cái này nữa. In floods of tears. Đó. Nước mắt giàn giụa. Tạm dịch vậy thôi. Đó, ok nhé. Câu số 3. Tôi chuyển tiếp thôi nhỉ. Câu số 3, đương nhiên mình có like. Like có thể like to verb hoặc là like verb in đều được. Like to verb và like verb in đều được. Nhưng mà đằng sau mình có hate. Hate chỉ có hate verb in. Ở đây chỉ có verb in, không có to verb đúng không? Nên đáp án sẽ là D nhỉ. Đó, 3D nhá. Phần này cô sẽ làm nhanh thôi. Có cái nào mà liên quan đến từ vựng nó hay một chút hoặc là có liên quan đến bài hôm trước thì cô sẽ dừng lại, cô hỏi lại các em, hỏi lại một chút để cho các em nhớ thôi. Câu 4, các em có expect đi với to verb, đáp án A. Đấy, liên quan từ expect. Số 5, enjoy cộng với verb in, dễ rồi. Số 6, mình có regret. Regret là hối tiếc. Hối tiếc thì lại có hai cấu trúc rồi, regret verb in và regret to verb. Thì thường đi thi cái phần to verb in này nó sẽ có, sẽ không cho các em là nhìn thấy từ đằng trước và cho được đáp án ngay đâu, không giống kiểu như câu 5 đâu. Nó không cho cái kiểu là dạng enjoy cộng verb in luôn, chắc chắn chỉ có một đáp án ấy, không, nó không ra dạng đấy. Và nó thường nó sẽ ra dạng kiểu như là như kiểu câu số 6 ấy. Mình có động từ đằng trước này, nhưng mà cái động từ đấy sẽ đi với hai dạng và nghĩa khác nhau. Thì người ta yêu cầu các em phải, một là biết cấu trúc và phải dịch được nghĩa của câu đấy. Regret to verb thì là hối tiếc khi phải làm gì, hối tiếc, rất tiếc khi phải thông báo với bạn điều gì đó đấy. Còn regret verb là hối tiếc vì đã làm gì. Đây là tôi thực sự hối tiếc vì đã làm tổn thương bạn. Đáp án ở đây là C nhỉ. Regret hurting your feeling. Các em để ý cho cô từ hurt feeling nhé. Đó, để ý thêm một chút. Hurt feeling. Số 7, mình có từ try. Try cũng vậy thôi, mình có try to verb và try verbing. Try to verb là cố gắng, cố gắng nỗ lực làm gì. Còn try verbing thì là thử làm gì đó đúng không? Ở đây sẽ phải dịch thôi. Sẽ là đáp án C và D nhỉ. Anh ta sẽ cố gắng, anh ta sẽ cố gắng là không phạm phải lỗi sai lầm như vậy nữa, hay là anh ta không sẽ cố gắng, anh sẽ thử không làm. Cái này chắc là dịch ra được, đáp án D. Sẽ cố gắng là không mắc phải sai lầm đó lại lần nữa. Số 8 thì các em cho cô thêm một cái chỗ trống ở đây nhé. Would you mind? Would you mind này thì không phải suy nghĩ rồi, would you mind với mình. Yeah. Số 9, would you like? Ở trên thì mình có like, có 3 ấy, like to verb hoặc là like verbing đều được. Các em có khó nhìn thì cô zoom to lên một chút nhé. Câu 3, like to verb hoặc là like verbing đều được này. Good like thì lại chỉ có một đáp án thôi là good like to verb. Và còn feel like nữa nhỉ? Feel like thì lại chắc chắn phải là verbing. Lưu ý, good like to verb, feel like verbing. Còn like không thôi thì lại là like to verb hoặc like verbing đều được. Số 10. Số 10 thêm cho một chỗ trống ở đằng sau từ no use. Đúng không? Ok, đúng rồi. It's no use. Đằng sau có thiếu thiếu gì không nhỉ? No use thì cấu trúc của nó là verb in rồi. No use cộng với verb in. Ở đây có trying này. Trying đây nữa đúng không? A hoặc C. Escape. Cho em cho một chỗ chấm đi. Thiếu thiếu cái gì đó ở đây. Ở đây đáp án sẽ là A. Đây sẽ dịch nghĩa là cố gắng trốn thoát đấy. Cố gắng trốn chứ không phải là thử trốn. Câu 10 đáp án A nhé. It's no use cộng với verb in. Nhớ lại cho cô một số cấu trúc cơ bản thôi. Bằng nghĩa với từ it's no use. Làm việc gì là không đáng, làm việc gì đó là vô ích. No use hoặc no good. Verb in. There's no point. Verb in nữa. Làm việc gì đó là vô ích, làm việc gì đó là không đáng. Nếu mà giả sử người ta cho sẵn là there's no point rồi và bắt em chọn một giới từ ở đây thì các em còn nhớ giới từ gì ở đây không?
Duyên có is worth verbing. Is worth verbing là đáng. Rồi, có giới từ in nữa đúng không? Duyên có cho cô thêm một cái cấu trúc là is worth cộng với verbing. Nhưng mà đây nó đang mang nghĩa là làm việc gì đó là vô ích, nên là cô sẽ bổ sung vào cái cấu trúc của Duyên ấy là is not worth. Not worth cộng với verbing nhé. Là một số các cái cấu trúc cơ bản thay thế cho nhau. There's no use, no good này. There's no point in verbing. Not worth verbing. Mình có thêm một cái nữa đi. It's useless. Useless nhé. Lưu ý các em ở trên là it's no use thì là verbing đấy. Nhưng mà dưới nó sử dụng không phải là dùng danh từ use nữa mà là tính từ useless, vô ích này. Thì ở đây nó sẽ không dùng với verbing nữa mà nó lại dùng với to verb. Lưu ý nhé. Làm việc gì là đó là vô ích, làm việc gì đó nó không đáng. Câu 11 các em gặp tiếp từ remember. Remember có to verb và verbing là B hay là C, dịch thôi. Bạn nhớ phải làm gì đó hay là bạn nhớ đã từng làm gì? Câu này đáp án sẽ là B. Bạn có nhớ phải gọi điện cho An không đấy? Không, tôi hoàn toàn quên mất rồi. Đáp án B nhé. Bạn có nhớ phải gọi điện cho An không? Chứ không phải là nếu mà dịch ở đây nhiều bạn cô thấy là dịch cái này các em cô thấy bị lộn tung hết cả lên ấy và thấy khó khăn ấy. Nhưng mà tôi ngẫm nghĩ một chút nha và đọc cả về đằng sau nữa thì chắc là sẽ dễ hiểu hơn. Số 12 thì chỉ có một cấu trúc thôi, intend đi với to intend to verb. Dự định làm gì đó, có ý định làm gì. Mình có intend to verb này. Và cái này chắc gặp rồi, động từ intend chuyển sang danh từ của nó là intention và nó nằm trong cụm từ là have intention. Verbing. Động từ nhé, động từ intend chuyển sang danh từ intention và danh từ đó, danh từ tương ứng đấy nó sẽ nằm trong một cụm từ cố định. Rồi mình có từ tendency nữa, tend to verb này. Thì có tend to verb là có khuynh hướng. Trên là intend là có dự định. Còn bên dưới tend là có khuynh hướng nhé. Cái từ động từ tend nó sẽ có danh từ tương ứng là tendency. Và cái danh từ tendency này nó sẽ cũng sẽ nằm trong một cụm từ đi với động từ have. Have tendency thì lại đi với to verb. Em lưu ý luôn cho cô nhé. Have intentional verbing có dự định làm gì, còn have tendency to verb là có khuynh hướng làm gì đó. Số 13 mình có từ need. Need có thể là need to verb, need verbing. Need to verb là cần phải làm gì, còn need verbing là cần được làm gì đó. Cái này chắc vẫn nhớ rồi, không khó. Need verbing bằng với need to be phân từ. Đây là cấu trúc câu bị động. Tương tự mình cũng có want, cũng tương tự thế các anh nhé. Want, want to verb là muốn làm gì đó. Want verbing cũng có lúc cả want verbing nữa. Là muốn được làm gì, cũng mang nghĩa bị động đây. Đó. Cũng có cả want to be phân từ nhé các anh nhé. Vế đầu tiên này, đáp án sẽ là B hay là C. Chủ ngữ đây là shirt, cái áo. Thì câu này nghiêng sang bị động rồi. Cái áo này cần được là. Đáp án sẽ là C. Đáp án C các nhé. Ở đây vế đầu tiên dễ hơn rồi. Còn vế thứ hai ở đây needn't, các em lưu ý cho cô là needn't. Nó ở đây không phải là động từ thường nữa. Động từ thường thì nếu ý là cái động từ need ấy, nó vừa là động từ thường, nó cũng vừa là động từ khuyết thiếu. Nếu là động từ thường ấy, need ấy, thì khi phủ định nó thì mình sẽ dùng là don't need. Don't need thì đấy mới là động từ thường, dùng trợ động từ don't hay là da đấy. Còn đây nó lại dùng not đằng sau luôn cái từ need thì đây là động từ khuyết thiếu. Sau động từ khuyết thiếu mới có động từ nguyên thể đây. Đúng không? Needn't nhớ cho cô đây nó là động từ khuyết thiếu nhá. Động từ khuyết thiếu mới có thêm not luôn vào đằng sau đấy. Giống như là shouldn't đấy.
shouldn't mustn't. Yeah. Need vừa là động từ thường, vừa là động từ khuyết thiếu. Khi là động từ khuyết thiếu thì nó sẽ dùng not luôn, và đằng sau là động từ ở dạng nguyên thể. Câu 14, finish cộng với verb in. Câu này rõ ràng. Này đúng không? Finish verb in. Số 15, đương nhiên hope thì về to verb, đáp án sẽ là B. Not to do, đừng ai nhầm với đáp án D nhá. To not do là sai nhá. Nhiều khi cái này các em thừa biết, nhưng mà lắm lúc các em lại không bị, các em bị phân tâm, các em nghĩ là nó dễ quá, các em không không để ý lắm. Giả sử nó cho đáp án D này lên trước ấy, thì các em dễ bị nhầm lắm. Vì dễ quá, câu nói hay nói rồi, những câu nào dễ thì các em cũng dễ nhầm, bởi vì mình không để ý nhiều, làm nhanh quá, làm lướt quá, và cũng không có xem lại luôn, bởi vì nghĩ nó dễ quá. Câu 16 mình có postpone, trì hoãn nhỉ, là người đáp bạn. Mình sẽ đi với C, postpone cộng với verb in. Postpone thì bằng với put off. Put off trì hoãn. Nhưng các em còn nhớ hôm qua ấy, thì cô có nói cái động từ cụm động từ put off nó có thêm một vài nghĩa khác, nghĩa ít gặp hơn ấy. Các em còn nhớ put off nghĩa là gì không? Các em thử comment cho cô xem nào. Put off nghĩa ít gặp hơn của cụm động từ put off, ngoài mang nghĩa là trì hoãn ra, thì mình có nghĩa gì khác? Các em comment lại cho cô. Rồi. Thảo Anh có để đây là nghĩa mất hứng này. Ok. Kiểu không còn thích cái gì đó nữa đúng không? Và mang nghĩa cản trở, interrupt. Rồi, còn cả gõ rất là nhanh, chắc là cũng dùng máy tính. Dừng xe để ai xuống. Ok, đúng rồi. Bạn nào chưa nhớ hoặc là hôm qua không học ấy, thì các em ghi lại cho cô ba cái nghĩa này nhá. Bằng cái động từ put off này, nó đã gặp ở trong cái đề thi tốt nghiệp năm kia gì đó rồi, và nó sử dụng với cái nghĩa nghĩa hiếm, nghĩa ít gặp hơn đấy các em. Và thường các bạn hay bỏ qua cái đáp án này, bởi vì chỉ biết là put off mang nghĩa là trì hoãn thôi. Nhớ lại cho cô ba nghĩa này nhá. Thảo Anh có comment đấy, các em có nhìn lại đáp án của bạn ấy. Câu 17 mình gặp lại no use cộng với verb in. Ok. Verb in còn đáp án D nữa nhỉ, bởi vì ở đây có allow. Đáp án D nữa. D nhá. Allow somebody to work. Nhưng cẩn thận. Mình có cả allow cộng với verb in. Nếu không có tân ngữ ấy các em, allow cộng với verb in luôn. Nếu sau allow không có tân ngữ và nó phải là ở câu chủ động. Nếu động từ allow ở dạng chủ động và không có tân ngữ đằng sau thì lại là allow verb in. Còn nếu mà đằng sau allow mà không có tân ngữ này nhưng mà nó dạng bị động ấy, to be allowed, thì vẫn chỉ là to verb thôi nhé. Số 18 vừa nãy gặp rồi, worth cộng với verb in, đáng làm gì đó. Worth verb in. Số 19, avoid cộng với verb in, chỉ có một duy nhất một đáp án verb in, chọn luôn thôi. Nếu mà đi thi mà thấy có một đáp án nữa là verb in ấy, có thể là being mad chẳng hạn, thì cẩn thận, phải lúc này phải dịch. Nhưng đây có mỗi một verb in thôi thì chọn luôn. Câu 20, decide to verb. Được rồi. Decide to verb. Số 21, agree to verb. Số 22, refuse. Refuse, từ chối đúng không? Refuse to verb. Số 23, mình có đứng sau từ hỏi house. Sau từ hỏi sẽ là to verb thôi. Okay. Câu 24, arrange. Động từ sắp xếp, sắp đặt. Ta làm B, arrange to verb. Và đây mình có in time là kịp giờ nha. Okay. Kịp giờ, on time, đúng giờ. Ở đây cái có at the airport. Đương nhiên cái này là cũng là quen, nhưng mà giả sử đi thi nó cho giới từ at này, sau đó một chỗ trống và từ airport, và các em chọn mạo từ đúng không? Mạo từ được, thường đi thi nó cũng sẽ kiểm tra các em một câu. Thì lưu ý cho cô là nó sẽ là chắc chắn là the, at the airport. Giống như là at the theater gì đấy, ở dạp hát, dạp chiếu phim ấy. Số 15, plan
Verb ở đây có đáp án B và đáp án D. Có liên từ or đúng không? Liên từ or thì sẽ nối hai động từ cùng loại cùng dạng với nhau. Là sao? Ở đây các em nghĩ là B hay D nhỉ? Tất nhiên là B đúng không? Ở đằng trước là to go thì đằng sau nó sẽ không lặp lại từ to nữa. Nó để nguyên cái stay này thôi. Chứ đáp án D thì đấy không ổn, đằng trước là to verb chẳng lẽ đằng sau là verb anh thì không được rồi. Hay là mình B. Nó không lại được to nữa, chỉ để lại động từ stay thôi. Số 26 thêm có dislike. Dislike giống như là like đấy, có thể là to verb hoặc là verb ending đều được. Đây, BCD. Và prefer thì sao các em nhỉ? Prefer cũng kiểu như like nhá. Prefer cẩn thận một chút. Mình có cả mình có good prefer thì khác. Còn prefer không thì lại khác. Vừa nãy giống như là từ like đấy các em. Like có thể like to verb hoặc like verb ing. Good like thì lại to verb. Còn feel like thì chắc chắn là verb ing. Ở đây thì câu 26 đáp án sẽ là gì các em? Là C hay là D? Từ từ chờ cô nhầm nhìn lại một chút xem nào. Dislike. Dislike em còn cái chân có từ inline nữa nhé. Inline kiểu xếp hàng các em, xếp hàng tôi không thích xếp hàng mua đồ gì đấy. Inline này hoặc là mình có cái cụm từ là in cure bị đơ mất rồi. Như nào nhỉ? In cure xếp hàng đấy các em. Cô hình như cô viết sai sai cái từ này ấy. Lát nữa trả lại giúp cô nhé. Để tí nữa cô thử trả lại xem nào. In queue, viết sai rồi. Có ai nhớ được cái cách viết cái từ xếp hàng này không? Cô thấy cô viết sai rồi mà không biết, đang không biết sửa từ gì. Prefer. Có lý do là sao tôi thích đi mua hàng vào buổi tối. When there are few ở supermarket. Câu là C là D nhỉ? Tự nhiên lại bị băn khoăn là cái câu dễ như thế nào. Good prefer thì chắc chắn là to verb này. Bình thường mình có prefer cộng với verb ing, to verb ing này. Thích cái gì hơn cái gì này, hơn thích làm gì hơn làm gì này. Còn đây thì nó không có to. Cô sẽ chọn. Câu này có liệu có nhầm không nhỉ? Để cô thử tra lại xem nhé. Tra lại cho chắc đi. Prefer. Prefer verb anh nhỉ? Rồi ok. Có cả prefer to do nữa này. Thế thì để nó bị nhầm mà. Để bị nhầm rồi. Có cả prefer to do này. Có cả prefer doing nữa này. Em mới cô mới thấy là nó hơi bị sao sao đấy. Câu 26 này chắc là cô sẽ phải bỏ câu này. Bỏ về về thứ hai được các em ạ. Prefer. Prefer có cả to verb, có cả verb ing. Nhưng vừa nãy thấy băn khoăn quá. Đáp án CD các em nhé. Câu này bị lỗi rồi. Câu 26 ý C và ý D. Chưa? Khoanh cho cô cả CD nhé. Câu này bị lỗi rồi. Bây giờ cô chờ cô trả lại nốt cái từ Q này. Quên mất cách viết. Chuyên quên cách viết. Xếp hàng. Q viết nào ta? Không ai nhớ viết cái viết từ này à? Không thể nhớ được. À đúng rồi. Đây các em nhé. Q. Vừa nãy có viết đúng đấy. Nó vừa là danh từ. In a queue này các em này. In queue hoặc là in a queue. Xếp hàng chờ đợi đấy. Queue for something nữa là chờ cái gì đó nữa này. Ok.
In queue or in a queue for something. Xếp hàng chờ cái gì đó. Okay. Nhớ thêm cho cô hai cụm này nhé các em nhé. In line và in queue. Câu 26 này bị lỗi các em nhé. Nhớ cho cô là chọn cả cho cô cả đáp án C và đáp án D. Prefer có cả prefer to verb và prefer verbing. Nhưng nếu nó nằm trong cái cấu trúc là thích cái gì, thích làm gì hơn làm gì thì lại chỉ có đáp án là verbing thôi nhé. Okay. Số 27. 27 đáp án D, continue verbing. Số 28 keeps cộng với verbing. Liên tục làm gì? Số 29 ở đây các em phải gạch chân cho cô cả is used to nhá. To be used to cộng với verbing quen với việc làm gì. Chứ nếu bạn nào mà cộng thả quá mà nhìn thấy mỗi used to thôi thì cẩn thận lại dùng get thôi đúng không? Đừng nhầm nhá. To be used to. Quan trọng là cái to be này. Quen với việc làm gì. Số 30 quay trở lại với việc là forget thì đi với những cái động từ mà có cả to verb cả verbing thì cái này lại phải dịch. Nó là ở đây có cái từ don't, câu mệnh lệnh. Câu mệnh lệnh đúng không? Thì thường sẽ là to verb, đừng quên làm gì đó. Đọc lại cho cô từ này nhá, message, message. Khác với từ massage. Nhớ, bên đầu đấy nó lại trong cái phần phát âm thì sao? Khác nhau có một chữ thôi, đọc khá là khác. Message và massage. Cái từ massage này thì nó là trọng âm âm thứ 2. Massage. Mấy đứa. Massage. Tùng bảo là câu 26 ý D. Hôm qua quên không tắt máy, máy hôm nay nó đơ quá. Prefer. Vừa nãy cô có tra cho các em rồi đấy. Thì cái từ prefer ấy, cái từ prefer ấy, nó có cả prefer to verb, to do something và prefer verbing. Nên câu này cô sẽ chọn cả B, cả C. Đúng nhá. Cô sẽ chọn cả C, cả D. Tôi điền Oxford đây. Tôi điền uy tín đấy không. Prefer to do nè. Và prefer doing nè. Nhé. Số 31 cái này ở đầu bài gặp rồi. Can have verbing, không thể không làm gì. Số 32 try to verb hay try verbing. Bạn nên thử hay là bạn nên cố gắng mặc cái áo này mà bạn muốn mua. Thì đây đáp án là C. Bạn nên thử cái mà mình muốn mua. Và hai ý C. 33 mình có đứng đằng sau giới từ without thì mình sẽ chọn C nhà sau giới từ. Đa số sẽ là verbing. Đương nhiên không phải là hoàn toàn bộ nhé, không phải 100%, nhưng mà đa số sau giới từ sẽ là verbing thôi. Ở đây mình gặp lại cái từ fall asleep. Fall asleep. Và feel sleepy. Fall asleep là ngủ say rồi. Còn feel sleepy là cảm thấy như buồn ngủ, hơi kiểu ngủ gà ngủ gật ấy. Feel sleepy hơi buồn ngủ rồi. Còn fall asleep là ngủ say rồi. Đi thi có thể là mình sẽ, người ta sẽ bắt các em chọn động từ đấy, đứng trước từ asleep là sleepy. Và nó làm khó các em ở cái động từ feel hay là fall ở dạng quá khứ ấy. Thì cái này cô còn nói với các em rồi. For và feel. Quá khứ đơn của felt là felt và felt. Còn fault, quá khứ đơn của nó là fell, hai chữ L. Và phân từ là fallen. For asleep và feel sleepy thì đọc quen miệng rồi, nhưng mà nó lại kiểm tra về cái từ quá khứ đơn ấy, quá khứ đơn của từ fall hay là từ fell, feel ấy, thì các em sẽ dễ nhầm. Nhớ lại một chút xíu. Máy đơ quá, quên không tắt máy. Câu 34, các em có spend spend time cộng với verbing, đáp án C rõ ràng. Số 35 đáp án B, agree to verb.
Số 36, consider, consider xem xét đấy. Consider cộng với verb in, là C. Số 37 gặp lại từ prefer nào. Và đây nó có từ to đây rồi đúng không? Thích làm gì hơn làm gì đây rồi. Có to đây rồi nên chắc chắn sẽ là verb in, to verb in. Đáp án là C. Số 38, expect, mong đợi, mong chờ. Bằng với từ look forward to. Nhưng hai cái từ này nó bằng nghĩa với nhau, mong chờ, mong đợi. Nhưng mà một cái thì đi với to verb, một cái là verb in. Expect to verb và look forward cộng với verb in. Đáp án D cho câu 38. 39, advise somebody to verb. Đáp án B rõ ràng. Nhưng mà kiểu dạng như từ allow đấy kia. Allow somebody to verb. Nhưng mà allow không có tân ngữ thì lại là verb in nhá. Ở đây cũng thế thôi. Advise, advice thì sẽ cộng với verb in nếu động từ advice ở dạng chủ động. Advice mà ở dạng chủ động và không có tân ngữ thì nó sẽ là advice verb in. Lưu ý, allow và advised. Câu 40, habitual. Habitual cộng với verb nguyên thể. Habitual bằng với should, bằng với ought to. Nên. Số 41 gặp lại regret. Hối tiếc vì đã làm gì hay là hối tiếc vì phải làm gì đó. Tôi hối tiếc vì đã không thể tham gia cái buổi tiệc sinh nhật của bạn ngày hôm qua. Đáp án là D nhỉ? Đã không đúng không? Số 42, các em có ask somebody to verb thôi. To verb này, đáp án A hay B? Ở đây có stop verbing, ngừng làm gì đó hay là ngừng lại để làm gì. Tôi phải yêu cầu bọn trẻ, bọn bọn con trai này này, bọn trẻ con này này, dừng cái việc chơi bia cả ngày lại. Đáp án A đúng không? Dừng cái việc chơi này lại. All the day. Số 43, promise to verb. Đáp án là B thôi. Promise to have và have somebody cộng với verb nguyên thể. Hôm qua cô còn nói với các em rồi. Mình có have somebody này. Mày đưa quá ha. Have somebody to verb hoặc là have somebody verb nguyên thể đều được. To verb và verb nguyên thể đều được các em nhé. Còn hôm qua là mình có have somebody cộng với with something. Cô viết nhầm rồi. Have somebody with something hoặc là have somebody in cộng với verb in. Nếu đằng sau là một danh từ thì là with, còn đằng sau là một verb in thì lại phải dùng giới từ in. Hôm qua nhớ để ý giới từ nhé. Hôm qua các bạn sai nhiều giới từ của cái câu này đấy. Số 44, cái có manage cộng với to verb. Manage to verb và finish cộng với verb in. Các bạn sẽ là D. Các em nhớ lại cho cô từ manage là cố gắng. Thế nhưng mà manage này sẽ khác gì so với từ try to verb? Còn nhớ không? Manage to verb là cố gắng làm gì nhưng mà nó lại khác với try. Try to verb là cố gắng, dịch nghĩa tiếng Việt thì giống nhau nhưng mà manage thì nghĩa nó khác một chút xíu nhá. Nếu giả sử đi thi mà nó có một câu hỏi có cả từ manage và cả try, thậm chí là có cả effort hay là attempt đấy, cái make effort hay make attempt to verb ấy, thì ở đây manage nó sẽ khác một chút này, là nó cố gắng và có một chút thành tựu rồi, có một chút thành tựu rồi, có thành tựu hoặc là có kết quả rồi, có một chút kết quả rồi nhé. Nhớ nhé. Câu 45 thì dễ rồi, có used to và đây có cả got nữa. Get used to và be used to thì đi vào verb in. Số 46, let somebody verb nguyên thể, let you know rồi. Số 47, suggest verb in. Ở đây mình đang có từ save money các em ơi. Có save money là để dành tiền. Hôm qua mình có một cái cụm động từ cũng mang nghĩa là để dành. Có ai nhớ không? Các em
Nhớ lại giúp cô, mình có một cụm động từ mang nghĩa là để dành. Để dành, cô gợi ý là bắt đầu bằng chữ P. Các em comment giúp cô cụm động từ để dành. Mới bài hôm qua thôi. Ai nhớ thì comment cho cô cái cụm động từ để dành. Có ai nhớ không em? Nếu mà ngại comment thì mở mic lên nói cũng được. Có Hiếu có cho cô đáp án ở đây là put aside. Rồi chuẩn rồi đấy. Rồi ok, Vân Anh cũng nhớ rồi. Put aside nhá. Put aside, động từ để dành. Nó cũng liên quan đến save money nên ở đây là cũng nhớ lại luôn đi. Có liên quan là mình cứ học lại luôn. Ở đây mình có in neighborhood nữa nhá. Trong cái khu dân cư, kiểu khu lân cận đấy các em, để ý từ in neighborhood, khu dân cư, khu lân cận. Có 48 các em, ở đây gặp lại từ allow này. Vừa nãy cô có bảo là allow, nếu không có tân ngữ thì là verb in đúng không? Nhưng ở đây, vừa nãy cô có nói là allow phải là dạng chủ động cơ. Động từ phải là dạng chủ động thì mới là allow verb in, nếu không có tân ngữ. Nhưng đây lại là are allowed, are not allowed, đấy cô bị động nên vẫn sẽ chỉ là to verb thôi. Lưu ý nhá. Câu 49, to tính từ for somebody to verb. Cái từ drunk ở đây chắc còn nhớ nhỉ? Drunk là phân từ của động từ drink, và từ drunk nếu là tính từ thì nó là tính từ say xỉn. Drunk ngoài là quá khứ phân từ, động từ cột 3 đấy của drink thì nó còn là tính từ say xỉn nữa. Rồi 50, encourage to verb, đáp án là A. Dễ rồi. Đó, ok. Bài này dễ nhá. Ừ. Chứ thế mà cũng mất 30 phút rồi. Đó. Các em chắc là có câu hỏi nào cho phần này nữa không? Ở đây có 44 mình có từ parcel này, kiện hàng, gói hàng này. Parcel. Hôm nay máy với tính của cô đơ quá, quên ông tắt máy. Cái có câu hỏi nào cho phần này không? Nếu không có thì cô tắt đi nhá, cô xóa, cô dừng cái phần này lại ở đây, mình sẽ dành thêm khoảng 15-20 phút nữa để mình sang chuyển sang phần B2 kia. Cô tắt đi nhá, nếu mà các em không có câu hỏi nào. Đó. Chuyển sang cho cô phần B2 này.